Anh em mình lại vào cái video cho anh em. Đấy, rất nhiều anh em lại cứ hỏi là tép theo loa nó đã đủ rồi thì đến mua tép mua lắp thêm tép ngoài để làm gì. Để theo mình suy nghĩ là đấy là cái suy nghĩ của thổ dân không biết nhạc nhẽo là gì. Đấy, chúng tôi nghĩ là vậy. Tép theo loa đã đủ rồi chứ còn lắp thêm tép rời làm gì. Đấy, cho nó thành thừa. Đấy, mình chia sẻ anh em đấy là suy nghĩ của thổ dân. Mà anh em thường biết đấy, cái thổ dân đấy thì là nghe nói là ở bên đó ấy, thì là rau chứ biết ăn thì nhạc nhẽo làm cái gì. Đấy, một cái suy nghĩ rất lạc hậu, một cái suy nghĩ đi sau chúng tôi 30 năm. Giờ mình sẽ tập trung và giới thiệu cho anh em những cặp tép. Đây là cái tép chống cháy, có trang bị rất nhiều hệ thống để chỉnh được chế độ tép và siêu tép đẳng cấp để tăng độ sắc bén, tạo âm thanh nổi cho mọi bộ dàn, rất đẳng cấp như thế này. Nhưng mà thỉnh thoảng thì lại đụng độ vào những anh em rất là lạc hậu. Đấy, những anh em mang cái âm hưởng của thổ dân, không biết nhạc nhẽo là gì. Đấy, luôn đi sau thời đại, đi sau chúng tôi 30 năm bình thường. Đấy, đây là một cái tâm sự và một cái gửi đến những anh em và những nhà chơi âm thanh một cách rất là lạc hậu, không có đẳng cấp. Đấy nha anh em nhá.